đời sống của cây nhưng mà lá thì lại có thể thay thế nhanh, và đó là một cái đặc điểm khác biệt. Rồi lá thì sẽ có cấu tạo đối xứng qua qua một hoặc phẳng, các chị mới nhớ điều đó ha. Rễ với thông thì đối xứng qua trục, còn lá là đối xứng qua một hoặc phẳng, tức là nó chỉ đối xứng hai bên thôi, chỉ đối xứng qua một hoặc phẳng duy nhất ha. Rồi lá cây thì có vai trò gì các chị? Quan hợp là vai trò chủ yếu của lá. Ngoài ra lá còn đảm nhiệm chức năng hô hấp và thoát hơi nước. Lá có vai trò quan hợp, hô hấp và thoát hơi nước ha. Đó là những cái đặc điểm cơ bản về lá, những cái đặc điểm rất là cơ bản mà cũng học các chị phải biết ha, về lá nha. Rồi đây là những cái ý mà là cơ bản nhất ha. Rồi bây giờ ta sẽ học hai phần trong cái bài học này. Chúng ta sẽ quan tâm đến hình thái của lá, và thứ hai là giải phẫu của lá. Mình hiểu hình thái là gì và giải phẫu là gì không các chị? Tiếp theo thì trong cái phần hình thái ha, thì cái đầu tiên của chúng ta nói tới là các phần của lá. Lá bao gồm cái phần nào và bài đặc điểm của từng phần như thế nào thì ta sẽ tìm hiểu trong cái phần này. Rồi các chị nhìn trên bảng ha, lá cây sẽ có cái phần mà rộng và mỏng ở phía trên cùng nè, thì chúng ta gọi đây là gì? Là phiến lá. Tiếp theo phiến lá sẽ là một cái phần có hình trụ, thì chúng ta gọi là cuốn lá. Và dưới cùng thì nó sẽ có bẹ lá bên đáy thân. Nếu như mà một cái lá có đầy đủ ba thành phần này thì chúng ta gọi đó là lá đầy đủ ha. Và ba thành phần này chính là ba thành phần chính của lá, đó là phiến lá, cuốn lá và bẹ lá, ba thành phần chính nha. Nhưng mà các chị thử tưởng tượng, các chị thử nhớ lại và những cái lá mình đã từng gặp ngoài tự nhiên đó, thì các chị thấy là thường lá có đầy đủ ba thành phần không? Có phải luôn lá luôn đầy đủ ba thành phần không các chị? Rồi vậy thì các chị thấy là lá thì có thể là có những cái thành phần nào? Thường nó sẽ có thành phần nào? Có phiến lá. Phiến lá và gì? Cuốn lá. Có và cuốn lá không? Hoặc như lá lúa, lá bắp hay là lá mía đó, thì nó sẽ có phiến và gì? Và bẹ lá. Thì thường có thể là lá sẽ không đủ ha, không có phiến và cuốn, hoặc là có phiến và bẹ. Vậy chứ có lá nào đầy đủ không các chị? Có. Như cái lá của đây cho các chị nhìn cái bảng ha, thì đó là lá đầy đủ ha, nó có cả ba thành phần, được chưa? Đó là ba phần chính của lá ha. Ngoài ra lá còn có ba thành phần phụ, đó chính là lá kèm, lưỡi nhỏ và bẹ chìa. Ba cái thành phần phụ này mình nghe tên có vẻ là xa lạ ha, thì mình chưa có nghe nhắc tới bao giờ hết. Vậy một lát chúng ta phải để ý coi ba thành phần phụ này nó là gì và nó ở đâu cho kỹ hơn nha các chị. Rồi bây giờ chúng ta nói về ba thành phần chính trước. Đầu tiên là phiến lá. Phiến lá là phần rộng và mỏng ở phía trên cùng của lá. Phiến lá thường có hai mặt, nó đối xứng hai bên, hay gọi là đối xứng qua một mặt cạnh, đối xứng hai bên. Nó có hai mặt, mặt trên và mặt dưới, chúng ta còn gọi là mặt bụng và mặt lưng. Phiến lá thường có màu gì các chị? Màu xanh. Vậy chứ có những cái phiến lá nào có màu sắc khác màu xanh không? Có. Chúng ta ghi nhận được là có những cái lá nó có màu sắc khác màu xanh ha. Rồi phiến lá có thể thiếu không các chị? Có. Phiến lá cũng có thể thiếu ha. Có những cái cây nó không có phiến lá như thế này, hoặc là phiến lá nó thiếu thì có một số thành phần khác của cây biến đổi thành dạng phiến lá. Ví dụ như cái cây mà mình đang nhìn thấy trên bảng nè, là cái cây keo bông vàng ha, thì cái thành phần mà hình liềm ở trên đây là các chị, cái phiến có hình liềm này nè, không phải là phiến lá, mà cái phiến này là do cuốn lá nó dài ra và dẹt để tạo thành cái dạng phiến lá ha. Cái cây này nó thiếu phiến lá và lúc này cuốn lá sẽ tạo thành cái dạng phiến lá đó, thì nó thay thế cho phiến lá ha, cuốn lá thay thế cho phiến lá làm nhiệm vụ quan hợp. Rồi còn một những cái trường hợp khác thì có thể là ở phiến lá nó thiếu và khi đó cành cây nó biến đổi thành dạng phiến, giống như là cái cây thiên môn đông này nè, thì các chị sẽ thấy là những cái thành phần mà dài và giống như phiến lá có hình kim, nó giống như hình kim á, thì thật ra đây là cái cành cây nhỏ biến đổi thành ha. Thì chúng ta ghi nhận là phiến lá có thể thiếu, nó có thể thiếu hẳn, hoặc là có cuốn lá biến đổi thành dạng phiến lá, hoặc là có cành cây biến đổi thành dạng phiến lá. Rồi thành phần tiếp theo là cuốn lá.
cuốn lá là thành phần nó nối giữa bẹ lá, anh gặp cuốn lá là thành phần nối giữa phiến lá với thân hoặc là cành cây ha. Thì các chị nhìn đây, có phải chỗ này là cuốn lá không các chị? À, đây là cuốn lá ha. Cuốn lá này nó sẽ nối giữa phiến lá và thân hoặc là cành cây. Trong trường hợp này cái lá này nó không có bẹ nè, nó có phiến và cuốn, thường là như vậy ha. Thì cuốn lá sẽ nối liền giữa phiến lá với lại gì? Với lại thân cây. Cuốn lá thường có hình gì các chị? Hình trụ. Cuốn lá thường có hình trụ. Cũng có khi cuốn lá nó lẫn sâu vào tạo thành hình lồng bán như thế này, hình trụ hoặc là hình lồng bán ha. Cuốn lá có thể thiếu, ví dụ như trường hợp các chị đang nhìn thấy trên bảng này là cây này nó không có cuốn lá và phiến lá gắn trực tiếp vào thân cây, đúng không? Phiến lá gắn trực tiếp vào thân. Tuy nhiên là trường hợp này mình cũng tương đối là ít gặp ha. Còn một trường hợp khác, lá này nó không có cuốn nhưng mà mình lại rất là hay gặp, như là cái trường hợp bên phải này, các chị thấy không? Là lá này nó không có cuốn đúng không? Nhưng mà thay vào đó thì nó sẽ có gì các chị? À, nó sẽ có bẹ, có phiến và bẹ mà không có cuốn. Thì cái trường hợp này chúng ta rất là hay gặp đúng không? Lá có không có cuốn mà lại có bẹ nha. Lá, những cái lá này nó không có cuốn nè. Rồi à, ở đây các chị thấy là cái lá này nó có hai thành phần nào các chị? Nó có phiến lá và cuốn lá. Các chị có nhìn thấy rõ cái ranh giới giữa phiến và cuốn không? Thấy đúng không? Là cái chỗ này các chị có thể dễ dàng chỉ ra được cái ranh giới giữa phiến và cuốn. À, tuy nhiên là có những cái số, một số trường hợp các chị sẽ không nhìn thấy rõ cái ranh giới giữa phiến và cuốn. Giống như cái hình này các chị đang xem nè. Đó. Các chị thấy là cái ranh giới giữa phiến và cuốn nó không rõ ràng, là vì phiến lá nó không có kết thúc hẳn ha, mà nó đi dọc theo cuốn lá cho đến khi hết cuốn lá luôn. Cái trường hợp này người ta gọi là phiến lá nghiêng dần xuống cuốn, làm cho ranh giới giữa phiến và cuốn không rõ. Phiến lá nghiêng dần xuống cuốn ha. Các chị có hiểu cái từ nghiêng dần không? Nghiêng dần là đi dọc theo, đi nghiêng theo ha. Có nghĩa là cái phiến lá nó không kết thúc hẳn mà sẽ đi dọc theo cuốn lá cho đến khi kết thúc cuốn lá. Được ha. Rồi đây là trường hợp cuốn lá có cắn. Thì các chị nhìn là trên đây là phiến lá, dưới này là cuốn lá. Nhưng mà cuốn lá này lại có hai cái cắn hai bên, nhìn thì giống như là dạng phiến ha. Trường hợp này người ta gọi là cuốn lá có cắn. Cái cắn của nó có thể là nhỏ hoặc là to nha. Trường hợp đây là cái cắn nó hơi to rồi nè. Có những cái lá khác nó có cắn nhưng mà cắn nó nhỏ thôi. Thường mình sẽ gặp ở họ cam chanh đó các chị ha. Như là lá bưởi nè, lá chanh, lá cam ha. Thì chúng ta sẽ thấy cái cuốn lá của nó có cắn giống như thế này. Rồi thành phần tiếp theo của ba thành phần chính đó, thành phần cuối cùng là bẹ lá ha. Thì bẹ lá sẽ là cái phần dẹt hơn và ôm lấy thân cây. Nó có đặc điểm là nó ôm lấy thân cây hết các chị. Và những cái lá cây mà có bẹ thường nó sẽ thuộc họ cau Aricaceae ha, hay là họ lúa Boaceae. Thì các chị thấy những cái họ thực vật này nè thì nó sẽ có bẹ ha. Hoặc là họ gừng Zingiberaceae hay là họ ráy Araceae. Những cái họ này thì nó sẽ có đặc trưng là nó có bẹ lá. Tại sao khi mà mình đã học về bẹ lá và mình liệt kê ra một vài cái họ thực vật có bẹ lá, thì các chị có thấy là thường thì lá của cái lớp nào nó sẽ có phiến và bẹ không? Hành. Lớp gì các chị? À, lớp hành. Ví dụ như là lá lúa, lá xả, lá ốc, lá mía, hai những cái lá đó nó có phiến và bẹ thì nó là những cái lá thuộc lớp hành. Còn ngược lại có phiến và cuốn thì thường là lá của lớp nào các chị? À, là lá của lớp mộc lan. Các anh chị rõ không? Đó. Nhưng mà theo các chị thì có ngoại lệ không? Có. Tất nhiên là phải có, nó có những cái ngoại lệ, nhưng mà thường thì như vậy nha. Ví dụ như là lớp hành đi, nhưng mà là cây tre đó, các chị biết lá tre mà đúng không? Lá tre là nó thuộc lớp hành nhưng mà nó lại có gì các chị? Là nó có cuốn ha, lá tre thì nó có cuốn chứ không phải là có bẹ. Thì đó là cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là ở lớp ngọc lan thì cái chuyện mà nó có bẹ thì cũng có xảy ra. Ví dụ như là ở họ hoa tán hoặc là họ ngũ gia bì, thì hai cái họ thực vật này á, là nó có bẹ lá nè. Nó là lớp ngọc lan ha, và có bẹ là họ hoa tán và họ ngũ gia bì các anh chị.
tức là lúc này cái lá của nó là lá đủ đó, nó có phiến lá, có cuốn lá và có cả bẻ lá luôn ha. Đó là hai cái họ thực vật này nha, họ hoa cánh và họ hủ gia bì là nó có bẻ lá này. Đây là hai họ của lớp cọc lan và có bẻ, và chúng ta ghi nhận những cái trường hợp ngoại lệ như vậy ha. Rồi bẻ lá có khi nó sẽ tạo thành thân giả. Thân giả là gì? Thân giả là nhìn nó thì tưởng đâu là thân, nhưng thật ra là không phải thân thật mà là do bẻ lá tạo thành thôi, thì chúng ta gọi là thân giả do bẻ lá tạo thành nha. Ví dụ như là cái thân cây này, thân cây chuối, và nào giờ chắc là ai cũng sẽ lộ cái phần trên mặt đất này là cái thân chuối ha. Nhưng mà giờ chúng ta phân tích thử nha, mình cắt cái thân cây chuối ra ha, mình cắt thân cây chuối ra thì chúng ta thấy là cái thân này sẽ được tạo thành từ những cái lớp đó ôm lấy nhau tạo thành. Thì các chị có biết những cái lớp đó là gì không? Đó chính là những cái bẻ lá ôm lấy nhau tạo thành ha. Chứ thân này không phải là thân thật mà nó chỉ là thân giả do bẻ lá tạo thành thôi. Còn thân thật của cây chuối đâu các chị? Nó nằm ở dưới đất đó, nó nằm ở dưới đất ha. Là cái thành phần mà mình hay gọi là củ chuối đó, thì đó chính là cái thân của cây chuối. Rồi còn có bao giờ mình nghĩ cái phần màu trắng này ở bên dưới của cây hành là cái thân của nó không các chị? Thì thật ra đây là gì các chị ha? Đây là các bẻ lá ôm lấy nhau tạo thành luôn. Và cây hành này nè, là nó thuộc cái thân hành. Cái thân của cây này là thân hành. Mình đã học thân hành rồi có phải không? Thân hành là thân thẳng, rất ngắn. Phía dưới thì mang gì? Mang rễ, phía trên là mang những lá biến đổi thành rễ dày, mọng nước. Đó là đặc điểm của thân hành. Nghĩa là hành tỏi, hành củ kiệu hay là bắp hợp thì nó sẽ là cái kiểu thân hành như thế này ha. Thì đó, cái chỗ này không phải là thân thật nha, đây là thân giả do bẻ lá tạo thành thôi. Thân của nó rất ngắn là ở dưới như thế này. Rồi mình ghi nhận một cái đặc điểm là có khi bẻ lá sẽ tạo thành thân giả các anh chị. Rồi đó là ba cái thành phần chính của lá, các anh chị theo kịp không? Ba thành phần chính của lá là gì? Phiến lá, cuốn lá, và bẻ lá là ba thành phần chính của lá ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp luôn về ba thành phần phụ nha. Ba thành phần phụ của lá là lá kèm, lưỡi nhỏ và bẹ chìa. Thì ba cái thành phần phụ này á, có cái lá thì có loại thì có loại thì không, rồi có thì đặc điểm của nó cũng sẽ khác biệt nữa. Vì những cái đặc điểm mà riêng biệt đó ha, những cái đặc điểm phong phú đó, mà người ta dùng ba cái thành phần phụ này để xác định tên cây, để nhận diện loài đó, để phân biệt loài này với loài khác, thì người ta có thể dựa vào ba cái thành phần phụ của lá này ha, là lá kèm, lưỡi nhỏ và bẹ chìa. Rồi giờ ta tìm hiểu cơ ba thành phần này có đặc điểm gì và nằm ở đâu nha. Đầu tiên là lá kèm, các chị nhìn trên bảng ha, cái lá này nó có hai cái thành phần chính nào, các chị có những thành phần chính nào? Nó có gì đây? Phiến lá, và đây là gì các chị? Là cuốn lá. Rồi các chị nhìn cho cô nha, ở dưới đáy cuốn lá, hay là nói cách khác là dưới gốc của cuốn lá, nơi cuốn lá gắn vào thân, nó có hai cái phiến ở hai bên, các chị thấy không? Thì nếu như cái lá nào mà nó có hai phiến ở hai bên, nằm ở dưới đáy cuốn lá, nơi cuốn lá gắn vào thân, thì cái này được gọi là lá kèm. Lá kèm. Rồi mình nắm được cái vị trí của lá kèm cho các chị. Nằm ở dưới đáy cuốn lá, nơi cuốn lá gắn vào thân ha. Và đó sẽ là hai phiến ở hai bên. Hai phiến ở hai bên. Lá kèm này có thể là tồn tại hay là rụng sớm. Lá kèm có thể rời hay là dính nhau hoặc là dính vào cuốn lá. Lá kèm có thể rất phát triển hoặc là thu hẹp thành dài. Các chị thấy là đặc điểm của lá kèm rất là phong phú ha. Vì vậy người ta sẽ dùng cái đặc điểm này để chọn diện loài, để xác định tên cây ha. Các chị hiểu sao về lá kèm tồn tại hoặc là rụng sớm? Lá kèm tồn tại là sao? Không có gì đâu. Nó sẽ tồn tại suốt đời sống của lá, nó nằm kèm với lá là nó nằm chung với cái lá này ha. Thì chừng nào cái lá rụng thì nó mới rụng thì gọi là lá kèm tồn tại. Còn nếu như cái lá kèm này chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi, khi mà cái lá này còn non thôi, lá này già một chút cái lá kèm nó rụng đi rồi thì gọi là lá kèm nó rụng sớm. Vậy theo các anh chị, khi mà chúng ta quan sát trong một cái thân là một cái cây nào đó thì làm sao mình xác định lá kèm đó là rụng sớm hay tồn tại? Tìm vào màu sắc của cái lá.
Vậy chúng ta kiểm tra ở cái phần nào trước? Phần non trước đúng không? Những cái lá non, những cái lá mà gần ở trên ngọn đó, mình kiểm tra cái lá non trước. Rồi mình thấy cái lá non đó, nó có lá kèm, rồi mình kiểm tra cái tới cái lá nào? Lá già. Cái lá già, cái lá mà nằm gần gốc một chút ha. Thì chúng ta, nếu như mà chúng ta thấy là lá non mà có lá kèm nhưng mà lá già không có nữa, thì đó là lá kèm gì? Sớm. Lá kèm rụng sớm. Còn nếu như lá non nó có và lá già cũng có nữa, à, tới mà cái lá ở dưới gốc luôn nó cũng có lá kèm nữa, thì đó là lá kèm tồn tại. Mình sẽ xác định như vậy ha. Lá kèm có thể rời hay dính. Vậy là sao mình biết nó rời, sao mình biết nó dính? À, lá kèm thì thường là hai phiến, nó luôn là hai phiến. Nhưng nếu như mà nó chỉ có một phiến thôi, nói trường hợp đó chị chỉ thấy nó có một phiến thôi, thì nó là lá kèm nó đang hả? Đang dính với nhau, từ hai phiến nó dính lại nó mới thành một phiến ha. Lá kèm có thể thu hẹp thành gai, tức là cái vị trí của lá kèm với chúng ta chỉ thấy là hai cái gai nhỏ thôi, chứ không phải là dạng phiến nữa, thì người ta gọi là lá kèm thu hẹp thành gai, được không? Đó là những cái đặc điểm đó ha. Rồi cho các chị xem từng trường hợp một nha. Ở đây là mình thấy nè, đây là lá kèm, là hai phiến nằm ở dưới gốc của cuốn lá, nơi cuốn lá gắn vào thân, thấy lá kèm chưa? Và nếu mà mình thấy hai phiến hai bên như thế này thì đây là lá kèm rời, được không? Rồi, còn trường hợp này, các chị thấy hai cái lá kèm này lúc này nó dính lại với nhau như thế này ha, thì chúng ta gọi là lá kèm dính nhau. Và lá kèm dính nhau này mình gặp ở họ cà phê Rubiaceae. Hả? Thì mình phân tích kỹ thêm một chút nữa nè. Các chị có thấy là thêm cái mấu này nè, là thấy cái lá không? Mấy cái lá chính thức á, mấy cái lá, mấy cái mấu này mấy lá, có phải là hai lá không? Đây là lá một đối không? Đây có một lá nè, bên đây có một lá nữa, các chị đồng ý không? Rồi, vậy thì nếu như mình nói về lá kèm ha, nếu như cái lá này đi, cái lá này nó có lá kèm thì nó sẽ có hai cái lá kèm ở hai bên đúng không? Rồi cái lá này nó có lá kèm nữa thì nó cũng sẽ có hai cái lá kèm ở hai bên. Vậy nếu như chúng ta xét ở chỗ cái mấu này nè, thì nó có mấy cái lá kèm? Nếu như bình thường mỗi cái lá nó có hai cái lá kèm hai bên, thì trên chỗ cái mấu này sẽ có mấy lá kèm? Mấy cái lá kèm? Bốn cái. Mấy cái? Bốn cái. Mấy cái? Bốn. Phải hả? Ok, cộng thôi mà các chị. Ví dụ như bên đây là có hai cái lá kèm, bên đây có hai cái lá kèm, chỗ này cộng thì nó là mấy cái? Bốn cái là sao cộng ra là sáu cái, sao hay vậy? Đâu có tính cái lá này đâu, còn hỏi là có bao nhiêu cái lá kèm mà, phải không? Rồi vậy có mấy cái? Bốn cái. Thôi có bốn cái, tức là bên đây á thì sẽ có hai cái, bên kia có hai cái đúng không? Và bây giờ hai cái ở bên này nè, đó, nó lại dính với nhau thành một phiến thôi, thì chúng ta gọi đây là lá kèm dính nhau nha. Và đó là đặc trưng của họ cà phê đó, Rubiaceae. Rồi mình nắm được cái này, thấy là lá kèm dính với nhau chưa? Rồi ha, à, lá kèm có thể dính vào cuốn lá luôn. Ví dụ như đây, các anh chị thấy cuốn lá ở đây ha, hai bên nó có hai cái lá kèm nè, thì hai cái lá kèm này nó dính chung với cuốn lá là ở giữa, hai bên là hai cái lá kèm dính vào luôn, thì gọi là lá kèm dính vào cuốn lá. Đây là đặc điểm đặc trưng của họ hoa hồng. Họ hoa hồng Rosaceae ha, lá kèm dính vào cuốn lá. Nhà ai mà có trồng hoa hồng hay là mình có mua hoa hồng tặng cho ai, hay là ai có tặng mình hoa hồng đó, thì mình cũng vặt cái lá ra mình xem thử nha. À, mình xem thử là cái lá kèm nó dính vào cuốn lá là thế nào. Nên và nhớ luôn là lá kèm dính vào cuốn lá này là nó có, mình có gặp nó ở họ hoa hồng, cho nên chị họ hoa hồng Rosaceae nha. Rồi, à, lá kèm ở đây là các chị thấy nó không phải là dạng phiến nữa mà nó là gai ha, thì người ta gọi là lá kèm thu hẹp thành gai, được chưa? Rồi, đây là các trường hợp của lá kèm cô vừa mới trình bày với các chị ha. Thì chúng ta thấy là lá kèm thì rất là phong phú, có khi nó có khi không, có khi thì nó lại có những cái đặc điểm khác nhau nữa. Vì vậy người ta sẽ sử dụng đặc điểm này để nhận diện loài, để xác định tên cây, được không? Rồi tiếp theo á, thành phần tiếp theo là lưỡi nhỏ. Vậy lưỡi nhỏ là gì và nằm ở đâu? Lưỡi nhỏ là cái màng mỏng nằm ở chỗ phiến lá nói với rễ lá. Ngay chỗ phiến lá nói với rễ lá sẽ có một cái màng mỏng nhô lên, thì chỗ đó chính là lưỡi nhỏ. Các chị nhìn vào đây ha, các chị thấy là cái lá này nó có phiến và
và có bẹ, thì ngay chỗ ranh giới giữa phiến và bẹ này nó có một cái màng mỏng ở vị trí đó, vị trí này ha, thì gọi đây chính là lưỡi nhỏ. Mình nhìn có cái hình thực tế nha, đây là nơi phiến đá gắn với bẹ đá, là nó có một cái màng mỏng nhô lên, các chị thấy chưa? Để rõ hơn thì mình gỡ luôn cái thân ra để mình nhìn ha, thì đây chính là lưỡi nhỏ của lá đây, nó nằm ở chỗ nối liền giữa phiến và bẹ ha, nó làm cái màng mỏng nhô lên ở vị trí này. Và thấy các chị có lá nào nó không có lưỡi nhỏ không? Có chị nhìn cái lá nó chỗ này nó không hề có lưỡi nhỏ ha, thì đó là những cái lá nó không có lưỡi nhỏ, hoặc là cái lưỡi nhỏ của nó có thể có hình dạng khác nhau, có thể nó nhô cao hoặc thấp, có răng cưa hay là bằng phẳng gì đó thì tùy trường hợp thôi. Mình thấy nó là sao mình có thể mô tả như vậy ha, mình ghi chú thêm vào. Rồi, hoặc là ngay chỗ vị trí của lưỡi nhỏ đó nó không phải là cái màng mỏng mà nó là cái dạng lông như thế này ha, người ta gọi là lưỡi nhỏ dạng lông. Tức là ngay cái vị trí tiếng lá nối với bẹ lá đó, nó có một cái làn lông ở vị trí này ha, thì gọi là lưỡi nhỏ dạng lông. Rồi bây giờ mình nhìn một vài trường hợp nha. Đây là cái cây nào đó thuộc họ gừng ha, thì chúng ta có thấy lưỡi nhỏ của nó không? Đây là lưỡi nhỏ này đó. Một cái cây nào đó thuộc họ lúa đó, thì đây chính là lưỡi nhỏ của nó nè. Rồi, hoặc là một cái cây thuộc họ lúa khác, chúng ta thấy là lưỡi nhỏ của nó không phải dạng màng mà lại là dạng lông. Nên mình thấy lưỡi nhỏ dạng lông không? Nghe cái vị trí đó là cái lằn lông chạy ngang ở chỗ này ha. Rồi, và chúng ta vừa mới nói về lưỡi nhỏ nha. Lưỡi nhỏ là cái màng mỏng ở chỗ phiến lá nối với bẹ lá, và có khi thì lưỡi nhỏ có thể là có dạng lông nha các chị. Rồi, cái cuối cùng, cái thành phần cuối cùng của ba thành phần phụ ha, đó chính là bẹ chìa. Bẹ chìa là một cái màng mỏng ôm lấy thân, nó cũng là một cái màng mỏng nhưng mà phải có thêm đặc điểm là nó ôm lấy thân đó các chị ha, và nó nằm ở phía trên chỗ cuốn lá nối với bẹ lá, nó nằm ở phía trên chỗ cuốn lá gắn với thân cây nha. Thì chúng ta nhìn một cái hình đây ha, chúng ta xác định cái vị trí của bẹ chìa nha. Đây là cái lá, cuốn lá gắn vào thân là cái chỗ mũi tên màu xanh của cô chỉ vào mới chưa, đó là chỗ cuốn lá gắn vào thân. Và bẹ chìa nằm ở đâu? Bẹ chìa nằm ở phía trên chỗ cuốn lá gắn vào thân, tức là nó nằm ở phía trên của cái mũi tên màu xanh này, tức là vị trí của cái mũi tên màu đỏ nè, ở cái khoảng này sẽ có bẹ chìa. Mình hình dung được cái vị trí chưa? Ở đây cái bẹ chìa nó hơi khó nhìn là vì cái màu sắc của nó bị tiệm với cái màu của thân á, cho nên là mình thấy là nó hơi khó nhìn ha. Nhưng mà mình nhìn qua đây ha, mình nhìn qua đây một cái hình khác thì chúng ta thấy đây chính là bẹ chìa, một cái màng mỏng ôm lấy thân ở đâu các chị? Ở phía trên chỗ cuốn lá gắn vào thân. Vậy chứ người ta mà bỏ cái chữ phía trên này thì mình có nói là nó đúng không? Người ta nói là bẹ chìa là ở chỗ cuốn lá gắn vào thân thì đúng không? Không nha, phải có chữ là phía trên chỗ cuốn lá gắn vào thân, đúng nha. Rồi giờ nhìn cái hình ảnh khác nữa thì chúng ta thấy bẹ chìa ở cái hình này không các chị? Là cái chỗ mũi tên màu vàng đúng không? Đây chính là bẹ chìa, một cái màng mỏng ôm lấy thân ở phía trên chỗ cuốn lá gắn vào thân nha. Bên đây cũng tương tự là cái màng mỏng ôm lấy thân ở phía trên chỗ cuốn lá gắn vào thân, đây chính là bẹ chìa ha. Và bẹ chìa là đặc trưng cho họ rau răm nha, cứ là họ rau răm thì nó có bẹ chìa thôi, rất là đặc trưng luôn. Và bẹ chìa là của họ rau răm, họ có ở họ rau răm nha các chị. Vậy hôm nào có dịp mà mình ăn cái gì đó có rau răm đó, các chị ăn bánh tráng trộn hay ăn bột lộn gì đó, thì mình nhớ mình bật thử cái lá của họ rau răm ra, mình xem cái vị trí phía trên chỗ cuốn lá gắn vào thân ha, mình xem là nó có cái màng mỏng ôm lấy thân ở vị trí đó, đó chính là bẹ chìa. Và mình nhớ luôn cho cô là bẹ chìa có ở họ rau răm nha, mình thấy thực tế thì mình sẽ nhớ hơn ha. Rồi ba thành phần phụ của cây hay là ba thành phần phụ của lá là chúng ta mới vừa nhắc tới xong đó các chị, đó là gì? Là lá kèm, lưỡi nhỏ và bẹ chìa. Là chúng ta mới vừa nói xong, và các chị phải nhớ về vị trí và đặc điểm của những thành phần này ha. Rồi, và cái phần tiếp theo chúng ta nói về các dạng ngân lá.
các dạng gân lá. Gân lá thì có ở đâu, nằm ở đâu các chị? Trên phiến lá. À, nằm ở trên phiến lá thì chúng ta có những cái dạng gân lá nào ha? Các chị nhìn lên bảng nè, đây là một cái lá nó rất là dài và hẹp. Cái hình này là người ta đã cắt ra một cái đoạn ngắn thôi nè, nó rất là dài và hẹp ha, và người ta phóng to cho mình nữa thì chúng ta thấy là ở trên bề mặt của cái phiến lá này nó có một cái gân lá duy nhất thôi. Nó chỉ có một gân lá duy nhất trên cái phiến lá thôi, thì người ta gọi đây là lá một gân ha. Và lá một gân này nó đặc trưng cho cái ngành hạt trần nha các anh chị. Ngành hạt trần hay còn gọi là ngành thông á, ngành hạt trần hay còn gọi là ngành thông á, thì các chị có biết cây thông không? Và cây thông thì chắc chắn là nó thuộc cái ngành thông rồi đúng không? Rồi cái lá thông á thì nó dài và hẹp như thế này nè. Người ta nói là lá thông có hình chim á thì nó rất là dài và hẹp ha. Thì nếu như mình chịu khó mình quan sát kỹ thì trên cái phiến lá thông này nó chỉ có một gân lá duy nhất nổi lên trên thôi, thì đây là lá một gân, là lá đặc trưng cho ngành hạt trần, là ngành thông, được không? Lá một gân ha. Rồi các anh chị xem tiếp cho cô cái hình này, các chị thấy đây là có nhiều gân lá hay là một gân lá thôi? Nhiều đúng không? Và các gân lá này nó xếp như thế nào với nhau các chị? À, xếp song song với nhau, người ta gọi đây là gân lá song song. Và gân lá song song là đặc trưng cho cái lớp thực vật nào, có biết không? Lớp hành. Lớp hành, đúng rồi. Gân lá song song nó sẽ đặc trưng cho lớp hành, nó sẽ thường đặt ở lớp hành ha. Gân lá lớp hành thường là gân lá song song. Rồi, và qua cái kiểu gân lá tiếp theo ha, chúng ta thấy cái gân lá này nè. À, đầu tiên là chúng ta ghi nhận là cái gân lá này nó không có song song, đây không phải là kiểu gân lá song song đúng không? À, cái gân lá này nó có mấy gân chính chứ chị? Một gân chính. Có một gân chính thôi. Gân chính là cái gân mà đi từ gốc lá đi lên, là cái gân chính này nó chạy chọc theo lá, nó nằm ở giữa lá và đi từ gốc lá đi lên. Gân phụ nó xuất phát từ gân chính, nó xuất phát từ gân chính và đi về hai phía của lá rất là đều ở hai bên của cái gân, cái gân chính đúng không? Thì cái gân lá như vậy ha, chúng ta sẽ gọi là gân lá hình lông chim cho các anh chị. Gân lá hình lông chim có một gân chính thôi, và gân phụ sẽ xuất phát từ gân chính và tỏa về hai bên của lá, được chưa? Đó là gân lá hình lông chim. Và mình phân biệt cái gân lá hình lông chim này với cái gân lá này thì các anh chị, cái gân lá này thì nó khác gì với cái gân lá bên này á? Nó có một gân chính hay nhiều gân chính? Nó có nhiều gân chính đúng không? Từ cái gốc lá này nè, nó tỏa ra nhiều cái gân chính. Ở đây mình có thể đếm được là bao nhiêu ạ? À? À, có 5 cái gân chính rồi, bên đây chỉ có một cái gân chính rồi, bên đây có 5 cái gân chính, nó có nhiều gân chính. Thì cái kiểu gân lá như thế này người ta gọi là gân lá hình chân bịch nha. Rồi vậy là hai cái kiểu gân lá mình nhìn thấy trên bảng là gân lá hình lông chim và gân lá hình chân bình. Và hai cái kiểu gân lá này nó sẽ mình sẽ gặp ở lớp bọc lan. Ở lớp bọc lan nó sẽ có hai cái kiểu gân lá này, và gân lá hình lông chim hoặc là gân lá hình chân bình. Rồi chúng ta xem một cái kiểu gân lá khác nữa ha. Cái gân lá này đặc biệt ở chỗ là cuốn lá nó gắn vào giữa phiến lá. À, cuốn lá nó gắn vào giữa phiến lá này, và cái gân lá từ cái chỗ gắn đó nè nó mới tỏa đi các hướng, à, nó sẽ tỏa về xung quanh, tỏa đi các hướng ha. Người ta gọi đây là gân lá tỏa tròn, gân lá tỏa tròn. À, nhắc lại là khi mà cái cuốn lá gắn vào giữa phiến lá và gân lá từ cái chỗ gắn đó tỏa đi các hướng thì gọi là gân lá tỏa tròn nha. Gân lá tỏa tròn này còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là gân lá hình lọng. Các chị biết cái lọng không? Hình lọng là gì? Lọng là gì? À, giống như là cái dù vậy đó ha, cái lọng hay là cái dù đó, thì mình thấy là cái gân lá này nó giống như là cái gân dù vậy đó, cho nên người ta gọi là gân lá hình lọng, hay còn gọi là gân lá gì đó chị? À, cỏ tròn, à, gân lá cỏ tròn hay gân lá hình lọng là giống nhau. Đây là cái loại gân lá đặc trưng cho lớp bọc lan, nó có ở lớp bọc lan ha. Rồi, còn cái kiểu gân lá như các chị đang nhìn thấy trên bảng nè, nó sẽ xuất phát từ gốc lá đi một vòng, đi một cái hình vòng cung, sau đó gặp nhau, gặp nhau ở ngọn lá thì đó chính là gân lá hình hình cung ha. Đây là gân lá hình cung nè, và gân lá hình cung này cũng mình cũng gặp ở cái lớp
lớp năm cái gì? Lớp ngọc lan ha, nó cũng là gân lá của lớp ngọc lan. Vậy thì các chị thấy là cái lớp thực vật nào có hệ gân lá phong phú hơn các chị? Lớp nào có hệ gân lá phong phú? Lớp ngọc lan. Các gân lá của lớp ngọc lan mình có thể kể tên ra không? Kể tên một vài cái nha các chị. Kể tên các loại gân lá có ở lớp ngọc lan đi các chị. Gân lá hình lông chim, chân vịt, gân lá hình chân vịt, tỏa tròn, gân lá tỏa tròn, gân lá hình lòng ha. Rồi cái gì nữa? Cung. Gân lá hình cung là những cái gân lá của lớp ngọc lan. Thì các chị có thấy đặc điểm chung của các gân lá lớp ngọc lan không? Là nó sẽ không song song đúng không? Gân lá của lớp ngọc lan là gân lá không song song đúng không các chị? Và người ta sẽ gọi đó là hệ gân lá quy tụ. Hệ gân lá quy tụ ha. Quy tụ là nó cắt nhau á, nó không song song, gọi là hệ gân lá quy tụ. Vậy thì tóm lại nha, và tóm ý lại thì lá một gân là đặc trưng cho ngành hạt trần. Hệ gân lá song song là đặc trưng cho lớp hành. Và hệ gân lá quy tụ sẽ đặc trưng cho lớp ngọc lan. Hệ gân lá quy tụ có thể kể ra là gân lá hình lông chim, gân lá hình chân vịt, gân lá hình lòng hay gân lá hình cung, là những cái lợi trong hệ gân lá quy tụ. Các chị nắm được cái chỗ này không? Thầy chơi cũng dễ hiểu đúng không? Rồi, ta đi nhanh qua cái ý khác không ha? Và tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về các kiểu lá. Lá có những cái kiểu nào? Giờ ta nhìn đây con biết là có bao nhiêu kiểu lá? Hai kiểu lá. Có bao nhiêu kiểu lá các chị? Hai. Có hai kiểu lá là kiểu lá đơn, lá đơn và kiểu lá kép nha. Lá đơn á, là khi cuốn lá nó không phân nhánh, và mỗi cuốn lá không phân nhánh và chỉ mang một phiến lá duy nhất thôi. Cuốn lá không phân nhánh và chỉ mang một phiến duy nhất thì là lá đơn. Còn trường hợp mà cuốn lá phân nhánh và mỗi nhánh mang một lá chiếc thì chúng ta gọi là lá kép. Vậy thì lá kép nó sẽ có nhiều nhánh đúng không? Cái cuốn lá nó sẽ phân thành nhiều nhánh và trên đó nó sẽ mang nhiều cái gì các chị? Nhiều cái lá gì? Lá gì các chị? Nhiều cái lá chiếc. Một cái lá kép sẽ mang nhiều lá chiếc là vì cái cuốn lá của nó phân thành nhiều nhánh và mỗi nhánh mang một lá chiếc. Vì vậy trên lá kép sẽ có nhiều lá chiếc. Được không? Rồi, giờ các chị nhìn đây ha, cô chỉ cho các chị cái lá kép nha. Lá kép là cái lá nào? Thì toàn bộ cái này chúng ta gọi là lá kép nè. Đó, các chị nhìn thấy kỹ chưa? Toàn bộ cái này gọi là lá kép. Lá kép là cuốn lá nó phân nhánh và nó mang nhiều lá gì? Lá chép. Cô đố các chị chiếu trên cái hình này, cái lá kép nó mang mấy cái lá chép? Cái lá kép này mang mấy cái lá chép? Mấy? Cái lá kép này mang mấy cái lá chiếc? Không được lớn. Đếm thôi là đếm đi. Ông thêm nhìn cho cũng thấy, khỏi đếm cũng thấy nữa. Mấy? Năm. Rồi, cái lá kép này nó mang năm cái lá chiếc. Cô kêu các chị đếm là không phải là lúc nào cũng là cái số năm đâu. Mà đếm là để các chị thấy được là các cái lá này nè đều là lá chiếc. Lá kép là có cuốn lá phân nhánh và mỗi nhánh mang một cái lá. Lá gì? Thấy cái chữ đó đây không? Chữ này nè, lá gì? Lá chiếc. Lá kép thì mang nhiều lá gì? Nhiều lá chiếc. Nhiều lá chiếc. À, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lá đơn trước nha. Lá đơn. Chúng ta có bốn cách để phân loại lá đơn. Tức là để phân biệt lá đơn chúng ta có bốn cách. Cách thứ nhất, dựa vào hình dạng phiến lá. Dựa vào hình dạng phiến lá là cách thứ nhất. Vậy thì hồi nào giờ mình đã từng gặp rất là nhiều lá rồi đúng không? Thì các chị có thể kể ra một vài cái hình dạng phiến lá mà mình đã từng gặp không? Lá có thể có hình gì? Phiến lá có thể có hình gì? Cái gì? Lấy kinh nghiệm 20 năm nay ra nói chuyện đi. Cả đây 20 năm nay không thấy cái lá nào hết. Nhiều thấy không xoay kỹ hình trứng. Hả? Hình trứng. Hình trứng rồi, vậy có những cái lá có hình trứng là hình kim. Hình kim rồi, đúng không?
hai mươi năm nay thấy có nhiêu lá, có hai lá vậy đó hả? Ở hình tim rồi đồng ý, hình tròn, hình tròn cũng hơi hiếm, lo chịu luôn. Rồi cái lá có hình tròn rồi. À, hình mũi giáo, hình mũi mát. Rồi ha, rồi một vài cái như vậy được rồi. Vậy là mình hiểu đó là cái cách thứ nhất ha, chúng ta dựa vào hình dạng chiếc lá đó. À, cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình dựa vào hình dạng của cái mép lá, cái mép của phiến lá. Rồi, để chiếc mép phiến lá nó có cái gì mà mình có thể dùng để phân biệt cái này với cái khác, nó có những cái đặc điểm gì khác biệt không? Răng cưa. Rồi, không có răng cưa. À, răng cưa với cái nguyên vẹn này chúng ta đã phân biệt được đúng không? À, lá, mép lá có thể nguyên vẹn nè, có thể có răng cưa nè. Có khi có thấy cái lá nào mà cái mép lá của nó bị lõm vào phía trong không? Có. Có. À, thì dựa vào cái mép phiến lá chúng ta phân biệt thì đó là cái cách thứ hai. Cách thứ hai là dựa vào mép phiến lá. À, cách thứ ba là chúng ta dựa vào hình dạng của ngọn lá. Thì lúc này mình chỉ nhìn ở trên ngọn thôi. Ngọn nó như thế nào thì mình nói như vậy. Vậy thì theo các chị thì ngọn lá có thể như thế nào? Nhọn. Cái nhọn rồi sao nữa? Tù. À, tù rồi sao nữa? Nó lõm, đúng không? Thì đó, tùy cái ngọn lá như thế nào chúng ta nói ha. Rồi gốc lá thì cũng tương tự cái ngọn lá thôi. Nó có thể nhỏ, có thể tầm, có thể lõm, có thể gì đó. Thì chúng ta sẽ đi làm thêm. Thì đó là chúng ta có bốn cách để phân biệt cái lá đơn. Và theo các chị thì bốn cách này có thể kết hợp với nhau không? Có. Có ha, hoàn toàn có thể kết hợp với nhau. Mình muốn mô tả một cái lá nào đó cụ thể thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp nhiều cách và bốn cách này lại với nhau để mà chúng ta mô tả kỹ về một cái lá ha. Giờ mình đi vào cái cách thứ nhất trước ha, là hình dạng của phiến lá. Nãy các chị kể ra được vài cái hình dạng của phiến lá rồi đó. Bây giờ mình xem thêm nha. Thì thật ra là cái phiến lá có rất là nhiều cái hình dạng khác nhau, rất là phong phú luôn đó. Mình tham khảo một vài cái đi, chúng ta thấy chưa? Và cô nghĩ là hầu như là cái phiến lá này là hình dạng này các chị đã gặp hết rồi đó, không có cái nào mà mình không gặp hết ha. 20 năm nay mình gặp rất là nhiều cái lá khác nhau rồi ha. Thì nó có những cái hình dạng giống như vậy nè. Thì có thấy cái nào lạ không? Không. Rồi, thì này chúng ta tham khảo. Rồi, giờ thực tế nha, đây là cái hình chụp thôi, mình vẽ thôi. Giờ mình xem là ở ngoài thực tế mình thấy những cái lá như thế nào ha. À, các chị thấy cái lá này đây, cái phiến lá có hình gì? Hình kim. Rồi, phiến lá này có hình gì? Nó dài và hẹp như thế này, người ta gọi là, ví dụ trên đây thì người ta dùng cái từ là hình thẹt thì gọi là lá thùy. Các chị biết lá thùy là gì chưa? Lá thùy thì có lá thùy hình lông chim, là vì cái gân lá này là gân lá hình lông chim cho nên chúng ta gọi là lá thùy hình lông chim. Còn nếu như mình thấy lá thùy mà gân lá nó hình chân vịt như thế này thì chúng ta gọi là lá thùy hình chân vịt. Vậy lá thùy hình lông chim hay là lá thùy hình chân vịt là do cái gân lá của nó thôi. Nên chúng ta đã học cái gân lá ở cái phần ở phía trước rồi. Ở đây chúng ta chỉ việc kết hợp vào thôi. Lá thùy mà có gân lá hình lông chim là lá thùy hình lông chim. Lá thùy mà có gân lá hình chân vịt thì gọi là lá thùy hình chân vịt. À, rồi đi ở đây các chị chỉ cần nhớ cho cô cái lá thùy là gì thôi. Lá thùy là gì? Là khi hết lá bị khía là sao các chị? Chưa tới 1/4 của phiến nha. Còn nếu mà mép lá bị khía sâu hơn một chút nữa, vào tới 1/4 của phiến rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ gọi nó là lá chẻ. Lá chẻ là khi mép lá bị khía vào tới 1/4 phiến lá ha, và vào vị trí 1/4 phiến lá, khoảng 1/4 phiến lá thì là lá chẻ. Mà lá chẻ thì cũng tương tự, tùy thuộc vào cái gân lá là chúng ta có lá chẻ hình lông chim hay là lá chẻ hình hình chân vịt, cũng là tùy vào gân lá thôi ha. À, rồi nếu như mà mép lá bị lõm sâu vào hơn nữa, quá 1/4 luôn, thì chúng ta sẽ có cái kiểu gọi là lá chia. Lá chia là khi mép lá bị lõm vào quá 1/4 của phiến. À, rồi thì lá chia thì cũng có lá chia hình lông chim, lá chia hình chân vịt, thì tùy trường hợp ha. Đây thì các chị thấy nè, cái lá này mình chắc là mình đã biết nó là lá gì đúng không? Mà mình thấy là cái mép lá bị lõm sâu vào quá 1/4 của phiến ha, thì chúng ta gọi là lá chia. Rồi nếu như mà mép lá bị khía vào sâu hơn nữa, sâu vào tận gân lá luôn, vào sát gân lá luôn như cái lá này, thì chúng ta gọi là lá xẻ.
thì tùy thuộc vào gân lá mà có lá xẻ là lông chim hay là lá xẻ là chân cụt nha. Rồi thì trong trường hợp này á, các chị nhớ theo cái thứ tự cho cô để không có bị nhầm lẫn nha: lá thùy, lá chẻ, lá chia, lá xẻ. Mình nhớ theo đúng cái thứ tự đó được chưa? Thùy, chẻ, chia, xẻ. Và mình sẽ lấy cái góc 1/4 ra để mà mình so sánh. Lá chẻ là cái lá bị lỏng đầu chưa tới 1/4, còn vào tới 1/4 là lá gì? Đây sẽ lá thùy là lá có tất lá bị lỏng đầu chưa tới 1/4, vậy vào tới 1/4 là lá gì? Lá gì? Lá chẻ. Lá chẻ sâu quá 1/4 là lá gì? Xẻ. Sâu quá 1/4 mà chia. Lá chia, còn vào sát bên lá là lá gì? Xẻ. Lá xẻ. Lá thùy, lá chẻ, lá chia và lá xẻ. Đó, càng ngày càng sâu vào đó. Thùy, chẻ, chia, xẻ. Ha, chúng ta nhớ nha. Và nhớ như vậy sẽ không có bị nhầm lẫn. Rồi đây là cái cách thứ hai. Cách thứ hai là dựa vào hình dạng của mép phiến lá. Thì khi mà dựa vào hình dạng của mép phiến lá này thì có các trường hợp như là lá nguyên nè, lá có khía răng nè, răng nhọn, răng tròn hay là uốn lượn nè, rồi lá thùy, lá chẻ, lá chia, lá xẻ là dựa vào mép phiến lá nha. Rồi cái cách thứ ba. Cách thứ ba đây. Cách thứ ba là dựa vào hình dạng của ngọn lá. Thì ngọn lá có thể bằng, có thể nhọn, có thể lõm, có thể tròn, có thể nhọn thon hoặc là nhọn dài ha, tùy trường hợp chúng ta mô tả. Rồi cho các chị xem một vài hình ảnh nè. Ngọn lá có thể nhọn như cái hình này, hay là ngọn lá tù như hình này, hay là ngọn lá tròn, bằng lá tròn, ngọn lá lõm, ngọn lá nhọn hay là nhọn dài ha. Thì mình chúng ta sẽ mô tả tương tự. Còn gốc lá thì cũng như vậy luôn ha, có thể gốc bằng, gốc nêm là gốc nhỏ hả các chị, gốc tròn, gốc hình tiên, gốc men xuống. Mình còn nhớ trường hợp phiến lá men dần xuống cuốn không? À, trường hợp phiến lá men dần xuống cuốn ha, thì đó là cái gốc men xuống được không? Rồi gốc lệch, hai bên phiến lá nó kết thúc không đồng thời, nó tạo ra cái gốc lệch nha, hoặc là gốc hình mũi tên đó, thì chúng ta xem là gốc nhỏ, gốc tròn, gốc mũi tên, gốc tầng hay là gốc hình tiên. Nếu như thế nào chúng ta sẽ mô tả. Cái này là đơn giản đúng không? Vậy có mấy cách để phân biệt lá đơn hết chị? Bốn cách. Chúng ta nhớ bốn cách ha. Dựa vào hình dạng của phiến, dựa vào mép phiến, dựa vào hình dạng ngọn lá, dựa vào hình dạng gốc lá là bốn cách nha. Rồi tiếp theo là chúng ta nói về lá kép. Lá kép là khi cuốn lá nó làm sao? Nó một nhánh và mỗi nhánh mang một lá gì? Một cái lá chép ha. Cuốn lá một nhánh và mỗi nhánh mang một lá chép. Thì hai cái hình trên bảng thì đều là lá kép nè. Nhưng mà sự sắp xếp của lá chép thì lại khác nhau ha. Các chị nhìn cái hình bên trái thì chúng ta thấy là các lá chép này nó mọc thành từng cặp hai lá, từng cặp hai lá và rải đều ở hai bên cuốn chính. Thì cái lá kép này mình gọi là lá kép hình lông chim. Còn nếu như các lá chép cùng tỏa ra một lúc ở đầu cuốn chính thì đây là lá kép hình chân vịt. Mình có phân biệt được hai cái lá kép này không? Lá kép hình lông chim và lá kép hình chân vịt ha. Rồi cho cô biết đây là cái kiểu lá kép gì? Hình lông chim hay là hình chân vịt? Lông chim. Đây là kiểu lá kép hình gì? Hình lông chim. Ha, đây là cái kiểu lá kép hình lông chim đây. Rồi lá kép hình lông chim này á, thì người ta còn chia làm kép lẻ và kép chẵn nữa. Nếu như số lượng các lá chép là số lẻ là kép lông chim lẻ, và số lượng các lá chép là số chẵn thì là kép lông chim chẵn. Giờ muốn biết thì làm sao? Chẳng phải ngồi đếm sẽ lá thì lá không? Mình nhìn cái đầu mình chỉ coi ở đâu thôi, ở trên đầu thôi là rất là nhanh và cũng rất là chính xác đúng không? Không thể nào sai được, là vì bên dưới nó đã nằm từng cặp hai lá rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc xem ở phía trên ngọn thôi. Nếu mà trên ngọn là một lá thì là kép lông chim gì? Lẻ. Lẻ. Còn trên ngọn là hai lá là kép lông chim chẵn. Thì cái này rất là dễ đúng không? Rồi kép lẻ hay là kép chẵn ha. Ngoài ra còn có kép một lần và kép hai lần nữa. Các chị nhìn ở đây nha, đây là kép lông chim hai lần. Có nghĩa là cái sự phân nhánh của cái cuốn lá đó
nó diễn ra hai lần luôn. Hai lần là sao? Mình nhìn ở đây nha. Các chị thấy đây là cái cuốn chính này. À, cái cuốn chính này phân nhánh tạo thành từng chậm hai nha. Chậm là đúng rồi. Mình thấy chưa? À, thì hai cái nhánh này, những cái nhánh này lại tiếp tục phân nhánh một lần nữa nè. Các chị có thấy nó phân nhánh hai lần không? Ngoài đấy, ngon gọi là lá ghép lông chim gì? Hai lần. Giờ mình nhìn lại cái trường hợp vừa rồi nha. Đây là ghép lông chim mấy nè? Lâu mấy lần các chị? Dạ, làm ăn được cái gì nữa? Mấy lần? Tay đúng rồi. Một lần. Rồi đây là ghép lông chim hai lần nè. Rồi các chị có nhìn và phân biệt cái nào là một lần, cái nào là hai lần không? Được, đúng rồi. Đây là ghép lông chim hai lần. Nhìn kỹ chưa? Rồi quay lại cái một lần ha. Đây là ghép lông chim một lần. Rồi có thấy sự khác biệt của nó không? Thấy không? Rồi ghép lông chim thì có ghép lẻ, ghép chẵn, ghép một lần, ghép hai lần. Và mình sẽ kết hợp hết với nhau để mình nói ha. Ví dụ như đây là lá ghép lông chim một lần. Một lần gì? Một lần gì? Lẻ. Lẻ. Rồi đây là ghép lông chim một lần gì? Chẵn. À, một lần chẵn. Đây là ghép lông chim hai lần gì? Lẻ. Hai lần lẻ. Được không? Dạ. Yeah. Rồi ngoài ra chúng ta có lá ghép hình chân vịt đó. Thì lá ghép hình chân vịt thì thường nó chỉ như thế này thôi. Cái số lượng lá chép thì có thay đổi thôi chứ nó không có phân loại thêm ha. Trong sách thì có ghi là có lá chép chân vịt hai lần, nhưng mà trường hợp lá chép chân vịt hai lần mình cũng ít gặp nên nó cũng thường những này không phải lá chép chân vịt. Rồi ngoài ra chúng ta học tiếp về dạng là các lá biến đổi, các lá nó biến đổi đó. Thì các anh chị thấy là các lá nó có thể biến đổi thành cái gì với các chị? Này mình biết là nó biến đổi thành gì? Thành gai. Vảy đúng rồi. Rồi thành vảy rồi thành gì nữa? Gai. Rồi thành gai rồi thành gì nữa? Tu cuốn. À, thành tu cuốn, đó là trường hợp mà các lá có thể biến đổi ha, thành vảy, thành gai, thành tu cuốn. Thì các chị đã liệt kê đúng hết rồi đó ha. À, và lá biến đổi để làm gì các chị? Thích nghi với điều kiện sống. Để thích nghi với môi trường sống. Ví dụ như là lá biến đổi thành gai ở cây xương rồng. Vì sao nó phải biến đổi thành gai? Hạn chế sự thoát hơi nước. Ở tại sao hạn chế chi vậy? Sao tại nóng quá, nhiệt độ bên ngoài quá cao. Vì cây xương rồng nó sống ở cái vùng khô hạn bị thiếu nước đúng không? Thường nó sống ở vùng sa mạc, cho nên nó phải hạn chế sự thoát hơi nước bằng cách là lá biến đổi thành gai. Rồi như là một số trường hợp thì lá biến đổi để phù hợp với nhiệm vụ, phù hợp với nhiệm vụ và để thích nghi môi trường sống, thì đó là việc mà các lá nó biến đổi. Thì ý nghĩa của việc là các lá nó đổi ra, lá có thể biến đổi thành vảy, thành gai hay là thành tu cuốn, giống như các anh chị nói vậy đó, là hoàn toàn là đúng hết ha. Ngoài ra có một cái trường hợp nữa là lá cây ăn thịt đó. Các chị có bao giờ nghe là cây có thể bắt mồi, bắt côn trùng chưa? Nó có thể ăn thịt, thì lúc đó lá của nó sẽ biến đổi một cái dạng rất là đặc biệt để phù hợp với cái điều kiện ăn thịt đó, phù hợp với điều kiện bắt mồi nha. Rồi ví dụ như cái hình này các chị là cái thân rễ đúng không? Thân rễ gừng, thân rễ nghệ. Cái củ gừng, củ nghệ là thân rễ của cây gừng, thân rễ của cây nghệ, thì lá của nó đâu các chị? Là những cái lạc. Lá của nó biến đổi thành gì? Thành vảy. Trong trường hợp này lá biến đổi thành gì? Thành vảy, đúng không? Vảy này là vảy khô. Để làm gì vậy? Để làm gì? Để che chở, để bảo vệ cho thân rễ này. Thì lá biến đổi thành vảy khô. Và chúng ta ghi nhận cái trường hợp này là lá biến đổi thành vảy khô để che chở. Rồi, còn như cái dạng này, lá đâu các chị, đâu là lá? Và là những cái vảy này đúng không? Là cái vảy này là do lá biến đổi thành nè. Và lá biến đổi thành vảy này là vảy dày. Để làm gì các chị? Để dự trữ. Đây thì là hai trường hợp lá biến đổi thành vảy. Vảy khô để bảo vệ hay là vảy dày để dự trữ ha. Lá có thể biến đổi thành gai như ở cây xương rồng, để giảm sự thoát hơi nước cũng như là để bảo vệ cho cây. Hoặc là ở cây hoàng liên gai thì lá cũng biến đổi thành gai để bảo vệ cho cây ha. Hoặc là đối với một số trường hợp khác như cây đậu Hà Lan thì lá có thể biến đổi thành tu cuốn để giúp cho cây có thể leo lên. Thì các chị nhìn ở đây, nếu như mình nhìn cái nhánh này nha, các chị nhìn cho cô cái nhánh này đi. Thì khi mà nhìn cái nhánh này thì các chị biết đây là lá đơn hay là lá kép của các chị? Lá cây đậu Hà Lan là đơn hay kép? Kép. Lá kép. Và kép hình lông chim hay kép hình chân vịt? Lông chim. Kép lông chim, một hình trục chọc hai lá.
những cái lá ở trên này đâu rồi? Biến đổi thành tua cuốn rồi. Ở đây nó có ba tua cuốn là do ba cái lá chét ở phía trên ngọn này nó đã biến đổi thành nè. Ở cái đậu Hà Lan chúng ta ghi nhận là lá chét của nó biến đổi thành tua cuốn ha, lá biến đổi thành tua cuốn. Còn trường hợp lá cây ăn thịt thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ biến đổi thành cái dạng rất là đặc biệt để phù hợp với cái điều kiện bắt mồi. Thì đây là một cái trường hợp ha, chúng ta thấy mép của cái lá này nè, nó có rất là nhiều cái răng nhọn ở phía mép lá, rồi cái lá này có thể rất là linh động ha, nó có thể mở ra và đóng lại giống như mình mở và đóng một cái quyển sách vậy đó, rất là linh động luôn. Nếu như mà con côn trùng nào đó vô tình bị rớt vào trong cái lá này thì cái lá này nó sẽ gặp lại và cái răng lược sẽ đan vào nhau để nhốt côn trùng vào phía trong. Bức ảnh này gọi là bức hình cuối cùng của một vũ côn trùng, một tấm hình cuối cùng rồi nè. Và sau đó thì lá cây sẽ tiết ra men để tiêu hóa côn trùng, tiêu hóa côn trùng. Thì đây là một cái lá cây biến đổi để phù hợp với điều kiện bắt mồi nha. Còn cái dạng khác bạn hay nhìn thấy hơn và hay gặp hơn đó là cái cây này. Và đây là cái cây gì đó các chị? Cái cây nấc ấm ha. Lá của nó biến đổi thành một cái hình dạng giống như là cái nấm rồi đó. Côn trùng mà lỡ nó rốt vào trong cái nấm này thì nó sẽ bị giữ lại và lá sẽ tiết ra men để tiêu hóa côn trùng đó. Thế tại sao côn trùng nó bòn giỏi như vậy nè, rồi nó còn biết bay, nó có biết bay nữa mà nó không có thoát ra khỏi cái ấm nhỏ bé này các chị ha? Tiết dịch. Vì ở trong cái mặt trong của cái thành ấm này nè, nó có rất là nhiều, nó có chất nhầy ha, nó luôn là có chất nhầy trong đó. Với lại nó còn có những cái lông miệng nữa, lông rất miệng rất nhỏ luôn. Nhưng mà khi mà chân côn trùng mà nó bám vậy đó, nó trèo lên á, thì vừa cái lông đó nè, vừa có chất nhầy thì nó sẽ không có bám được mà nó trôi ngược trở xuống ha. Đó là lý do mà côn trùng nó rất là khó thoát ra khỏi cái ấm nhỏ bé này. Và đó là cái sự thích nghi của lá cây để phù hợp với điều kiện bắt mồi. Đây, thì chúng ta mới vừa học xong các dạng lá biến đổi ha, biến đổi thành cái gì đó thì các chị đã biết, và biến đổi để làm gì thì chúng ta cũng đã vừa mới được nói tới ha. Rồi cái ý cuối cùng trong cái phần hình thái của lá này chính là cách sắp xếp của lá trên cành. Lá trên cành sắp xếp thành cái dạng nào? Nếu như mỗi nấu chỉ có một lá thôi thì chúng ta gọi đó là lá mọc cắt hay là lá mọc xo lè. Còn nếu như mỗi mối có hai lá thì gọi là lá mọc gì các chị? Lá mọc tối. Mỗi mối mà nhiều hơn hai lá thì đó là lá mọc mọc vòng. Trong cái kiểu mọc tối thì có một cái trường hợp đặc biệt là đối chiếu chữ thập ha. Trường hợp này một lát cô sẽ nói sao. Nếu như thân cây rất là ngắn hoặc là không có thân, lá mọc thành cái hình hoa thị ở dưới mặt đất thì gọi là lá xếp thành hình hoa thị. Này trường hợp này cũng rất dễ thôi, cái phần này rất là dễ lắm luôn. Thì các chị nhìn lên đây nha, khi mà mỗi hố mà chỉ có một lá như vậy nè thì chúng ta gọi đây là lá mọc gì? Mọc gì? Mọc cắt. Còn có cách gọi khác không? Mọc xo le, đúng rồi, lá mọc cắt hay là mọc xo le là cái trường hợp này. Mỗi mấu có một lá. Nếu như mà mỗi mấu có hai lá như trường hợp dưới đây thì mình gọi là lá mọc gì? Đây là lá mọc đối ha, lá mọc đối. Lá mọc đối mỗi mấu có hai lá. Còn nếu như mỗi mấu nhiều hơn hai lá, có thể ba lá, bốn lá, năm lá hoặc là nhiều hơn nữa cũng được thì chúng ta gọi là lá mọc gì? Mà mọc vòng, khi mà mỗi mấu nhiều hơn là hai lá. Có lời không hiểu được chưa? Rồi, trong cái kiểu mọc đối có một cái kiểu đặc biệt gọi là lá mọc đối chéo chữ thập. Thì khi mình nghe tới cái tên này thì các anh chị phải nhớ cho cô rằng đây là lá mọc đối, đúng không? Trong cái tên của nó có lá mọc đối nè, thì mỗi mẫu có mấy lá? Mỗi mẫu có hai lá. Nó tại sao gọi là đối chéo chữ thập là như thế nào? Là hai lá ở cái mẫu này nó sẽ vuông góc với hai lá ở cái mẫu kế tiếp, một cái mẫu liên tiếp, được không? Là lá mọc đối chiếu chịu thập ha. Hai lá ở mẫu này nó sẽ nằm vuông góc với hai lá ở mẫu kế tiếp. Chứ mình đừng có nhầm lẫn là mỗi mẫu có bốn lá nha các chị. Mỗi mẫu chỉ có hai lá thôi nha, nhưng mà hai lá ở cái mẫu này sẽ vuông góc với hai lá ở cái mẫu kế tiếp thôi.
chứ mà người ta mô tả là mỗi nó có bốn lá làm vuông góc với nhau là sai nha. Mình phải nhớ đây là kiểu lá hộp tối, lá hộp tối, một cái kiểu hộp tối đặc biệt có chiếu kỹ thuật nha. Rồi còn cái trường hợp như thế này là chúng ta thấy là thân của nó rất là ngắn luôn ha, hoặc là thân không có thân luôn, lá nó hộp tỏa ra ở dưới mặt đất, tỏa ra đều dưới mặt đất như thế này, gọi là lá mọc thành hình hoa thị. Khi mà thân rất ngắn và không có thân, hình ảnh này chúng ta đang nhìn thấy là lá đã đề, lá mọc thành hình hoa thị ha. Hoặc là lá ngòn gai, các chị, cây cây ngòn gai á, lá cũng mọc tỏa ra dưới mặt đất như thế này, thì cái trường hợp đó là lá mọc thành hình hoa thị. Biết hình hoa thị không? Mình hay làm cái ký hiệu đầu dòng mà mình dạy như thế này nha, đó gọi là hình hoa thị á, thì cái lá này cũng vậy, càng nó mọc tỏa ra dưới mặt đất giống như hình hoa thị vậy. Lá mọc thành hình hoa thị, chi thân rất là ngắn hoặc không có thân, được không? Và chúng ta vừa mới học xong về cách sắp xếp của lá trên cành ha, có các kiểu như là lá mọc cắt hay còn gọi là mọc pha le, mọc đối, mọc vòng hay là mọc thành hình hoa thị, được không? Đó là các kiểu lá và các kiểu cắt mọc của lá ha. Và chúng ta học xong cái phần hình thái của lá đó các anh chị. Rồi bây giờ chắc chúng ta nghỉ ở đây buổi sau, rồi các anh chị học tiếp ha. Mình vừa học xong về hình thái và mình chưa học gì về giải phẫu của lá nha các chị. Để mình biết là mình học tới lúc nào tuần sau cho dễ nói, cho dễ nói nha. Chưa học gì về giải phẫu hết, chỉ học xong hình thái thôi. Vậy thì hai bên phiến lá chính này
sẽ chứa gân phụ. À, và các bạn biết là mô dẫn nó sẽ nằm ở ngay vị trí là gân. Là nó là mạch dẫn. Mạch dẫn thì nằm ở gân chứ không còn nằm ở trong thành lá được. Bạn hiểu cô nói ha. Vậy thì ở đây khi cô cắt ngang qua một cái phiến lá cây lớp ngọc lan, cô sẽ gặp được cái gân giữa và hai bên phiến lá chính. Hai bên phiến lá chính này nè sẽ chứa gân phụ. Rồi bạn tưởng tượng ra vậy thì mới học tiếp được ha. Và ở lá cây lớp ngọc lan thì cái phần gân giữa này nè, đó đây là cái gân giữa nữa, các bạn thấy gân giữa nè. Rồi bên đây là hai bên phiến lá chính. Được chưa? Vậy thì phần gân giữa nó sẽ chứa mạch dẫn và cái mô ở giữa này là mô dẫn. Vậy thì mình sẽ gặp được một bó thôi, một bó duy nhất, một bó dẫn chính là nằm ở mạch dẫn gân giữa nha. Còn hai bên này là mạch dẫn nằm ở gân phụ, người ta gọi là bó dẫn phụ, nằm ngay vị trí giao giữa cái gân chính và cái hai bên phía sau. Rồi ha. Rồi. Vậy các bạn có nhận xét gì về hình các cái miếng lá mà cô cắt ở trước bạn các bạn? Thấy nó khác nhau không? Đây là phiến lá, phần phiến lá của cái lá cây lớn ngọc lan. À, ở đây người ta nói rằng cái phần gân giữa của lá cây lớp ngọc lan á, nó thường lòi ở mặt dưới. Các bạn thấy cái hình nào nó cũng lòi ở mặt dưới đó. Nhưng mặt trên nó có thể đỡ nè, phẳng, hoặc là đôi khi nó sẽ lòi ở cả hai mặt. Vậy nếu như nó lòi ở cả hai mặt thì mặt trên sẽ lòi ở từ mặt dưới. Mình mới học có gân giữa thôi. Gân giữa của lá cây lớp ngọc lan thường lòi ở mặt dưới, mặt trên lõm phẳng hoặc đôi khi lòi ở cả hai mặt. Nha. Khi mình nhận diện được mặt dưới mặt trên như vậy, mình sẽ biết được cách sắp xếp của bó di viên cổ. Ở thân, các bạn còn nhớ ở thân, bó li be trồng lên bó gỗ, đúng chưa? Ở rễ, bó li be xếp xen kẽ với bó gỗ. Và ở lá thì gỗ sẽ trồng lên đi đen. Do đó, nãy giờ tôi muốn nói với các bạn là mặt trên và mặt dưới của cái lá. Tại vì nếu như các bạn quay cái lá này ngược lại thì nó sẽ trở thành li be trồng lên gỗ. Do đó người ta chỉ mình cách nhận diện mặt trên và mặt dưới. Thì người ta phát biểu đó, ở lá cây lớn ngọc lan gân giữa thường lòi ở mặt dưới, mặt trên lở phẳng, đôi khi nó lòi, mặt dưới luôn luôn lòi đó. Mặt trên nó có các cái trường hợp như cô vừa nói, nếu như cả hai mặt đều lòi thì mặt trên nó sẽ lòi ở từ mặt dưới. Đó là lý do cô làm lại nhiều lần để các bạn nhớ được cái ý định của cái ban đầu ha. Rồi các bạn thấy cái bó dẫn này nè, nó có hình dạng khác nhau. Cái bó đầu tiên ở đây nó có hình vòng cung, tức là nó không tạo thành vòng tròn mà mới có nửa tròn thôi. Ở đây ta nói bói dẫn là vòng cung. Cái màu xanh nè xếp chồng lên cái màu hồng, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi ở bên đây bói dẫn này bói dẫn hình tròn, bói dẫn ở đây gần vòng cung, các bạn thấy có rất là nhiều. Vậy trường hợp đây các bạn sẽ thấy là gỗ nằm ở giữa, li be sao bao xung quanh. Vậy thì có hai loại bói dẫn, thứ nhất là vòng cung, thứ hai là vòng tròn. Mặc dù này không tròn lắm nhưng li be nó nằm ở ngoài gỗ, một cái là li be chồng lên gỗ, các bạn gỗ chồng li be, chúng tôi xin lỗi, đây là gỗ chồng li be, còn cái này là li be bao ngoài gỗ. Rồi vậy mình sẽ học từ ngoài vào trong của một cái gân giữa trước, rồi sau đó mình sẽ học từ ngoài vào trong của bên phía lá chính. À, là mình mới xong cái phần phiến lá của lá cây lớn ngọc lan. Sau đó mình sẽ học cái cú lá, mới xong cái lá lớn ngọc lan. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ học từ ngoài vào trong này cũng gân giữa. Các bạn có thể thật dấu, có thể
giữa, từ ngoài vào trong ha, biểu bì trên, biểu bì dưới, giữa hai lớp biểu bì nó sẽ là mô nâng đỡ, nó sẽ là mô dày, kế mô dày sẽ là mô mềm, à, sát mô mềm nó sẽ là bó dẫn. Bó dẫn này là bó li ve gỗ hình vòng cung hay hình tròn, và trong cùng nó sẽ là mô mềm luôn. Nếu như các bạn đã thuộc cấu trúc của một cái thân rồi, à, thì tới cái thân giữa mình sẽ dễ học hơn. Các bạn biết là cái thân nó sẽ nói liền với cái cuốn lá, cái cuốn lá nó sẽ nói liền với thân lá. Vậy thì ba cái phần của cô đó nó sẽ có liên quan với nhau, nó cấu tạo gần gần giống với nhau. Nó chỉ khác ở chỗ là cái số bó dẫn. Ở thân thì nó rất là nhiều, ở cuốn lá nó nhỏ cho nên nó ít hơn, ở thân giữa nó còn nhỏ nữa cho nên nó chỉ có một bó. Đây các bạn nhìn qua nó như vậy nữa. Đây. À, một cái các cái lá cây lớn hơn một lan nè, các bạn sẽ thấy được phía trên, phía dưới, thấy không? Dưới biểu bì là mô dày, các bạn thấy nó sẽ bắt màu và bắt đậm ha. Rồi kế mô dày là mô, mô gì? Mô này mô gì? Mô mềm. Rồi ở trong này là bó li ve gỗ, bó li ve gỗ hình vòng cung, ở đây cũng hình vòng cung, nè. Nhưng ở dưới đây nó sẽ hình tròn, bó li ve gỗ hình tròn cho nó có mô hình ruột. Mô hình ruột là cổ nằm ở bên trong, li ve là bên ngoài. Rồi chỉ có mô nó thay lá cái lưng giữa. Hai bên này là hai bên phía lá chính nè. Thì đương nhiên trên lớp biểu bì nó sẽ có đủ các loại lông của trên lớp biểu bì. Lông tiết nè, lông che chở nè, lông mới gì đó vân vân. Nên biểu bì thì phải có đặc tính những cái lông như cô nói. Không quên nữa, lát mình sẽ kiểm tra bài mô, bài rễ, bài thân nha. Không kiểm tra bài lá đâu, lá buổi sau. Bài lá buổi sau mới kiểm tra. Tương tự lá, hoa, quả, hạt. Ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên hai phần phía lá chính. Mình mới học bên giữa rồi. Và hai bên phía lá chính. Thì hai bên miếng lá chính nó sẽ cấu tạo rất đơn giản, nó gồm hai lớp biểu bì trên và biểu bì dưới. Đặc biệt biểu bì dưới có lỗ khí, còn biểu bì trên rất ít hoặc không có. Là bởi vì sao? Ở cái lá lớp ngọc lan là cái lá có cuốn, do đó cái lá nó sẽ nằm ngang, cái lá nó sẽ dễ nằm ngang trong trường hợp mà cái lá nó nằm xiên thì khác ha. Cái lá lớp ngọc lan thông thường nó sẽ nằm ngang. Rồi nó nằm ngay như vậy thì có một mặt phơi lên ánh nắng mặt trời, một mặt nằm ở dưới. Đúng chưa? Vậy mặt trên là cái mặt nó dành để quang hợp, dưới nó có nhiều điều tốt để quang hợp. Còn mặt dưới nó sẽ bố trí những cái lỗ khí để nó nhận khí vào. Tại vì có CO2 mới có thể quang hợp được. Được chưa? Nếu như cái lỗ khí mà nằm mặt trên thì cái cây nó sẽ mất nước rất là nhiều. Bởi vì lúc mà nó phơi ra để nó quang hợp nhận ánh nắng thì lúc đó nó cũng quang hợp khẩu ra. Mà mở khí khẩu ra đồng thời với sự nhiệt độ thấp thì nó bị mất nước. Cho nên cái cây nó rất là thông minh đó, nó sẽ xếp cái lỗ khí ở mặt dưới để tránh cái nắng mặt trời. Nhưng ở một số cây đất hành thì các bạn sẽ thấy nó là cây có bẻ, lá có bẻ, cái bẻ lá nó sẽ sao nó ôm lấy cái thân. Và một khi nó ôm lấy cái thân thì sao cái lá nó khi nào mọc ngang được, mà nó phải mọc xi. Mà nếu như mọc xiên vậy thì ánh nắng mặt trời nó sẽ chiếu đều cả hai mặt. Mà chiếu đều cả hai mặt vậy thì lỗ khí nó sẽ phân bố ở hai mặt. Cho nên ở cái lá cây đốm hành, lỗ khí nó sẽ có ở hai mặt. Còn ở lá cây đốm ngọc lan thì lỗ khí chủ yếu tập trung ở mặt dưới. Ha, mặt trên rất ít, mặt không có. Nó không có luôn trong trường hợp những cái lá nó nằm ngang thì là ngang, ánh nắng mặt trời chỉ chiếu vào mặt trên không thì mặt trên sẽ không có. Cho đó nhiều khi các bạn cắt một cái lá ra các bạn cũng có thể thấy lỗ khí ở mặt trên, nhưng nó rất ít so với mặt dưới. Ví dụ ở trên một thì ở dưới khoảng 1.000 cái vậy đó. Này, ví dụ chứ không bao giờ là hoàn toàn không có. Do đó khi cô phát biểu thì cô sẽ nói là không bao giờ nói là ở trên nó không có đâu, rất ít hoặc không có chứ không phải là nó không có. Các bạn nhớ ha, sinh vật cũng nằm có xác suất nha, cái người ta thống kê được là cái xác suất còn cao không. Đây, hai cái biểu bì, ở giữa biểu bì người ta gọi là thịt lá. Và phần thịt lá ở lá cây lớn ngọc lan người ta nói nó có cấu tạo dị thể
Còn hai lớp biểu vị trên và biểu vị dưới. Biểu vị dưới có lỗ khí, biểu vị trên rất ít mà không có. Giữa hai lớp biểu vị là thịt lá. Thịt lá ở lá cây lớp ngọc lan có cấu tạo dị thể bất đối xứng. Và cô đang giải thích dị thể bất đối xứng này, bắt đầu giải thích ha. Cái phần thịt lá thật ra là các mô mềm. Thật ra là các mô mềm. Vậy thì nếu như cái phần thịt lá này được cấu tạo bởi một loại mô mềm thì người ta gọi cái thịt lá có cấu tạo đầu thể. Còn cái phần thịt lá mà nó cấu tạo từ hai loại mô mềm trở lên, người ta sẽ nói nó có cấu tạo dị thể. Và hai loại mô mềm này không giống nhau thì người ta sẽ nói nó có cấu tạo dị thể bất đối xứng. Ví dụ như cái hình ở dưới đây, cái phần thịt lá này được cấu tạo từ ba loại mô mềm. Trên là mô mềm dậu, kế mô mềm dậu là mô mềm huyết, và dưới mô mềm huyết lại là mô mềm đặc. Cho nên mô mềm đặc ở dưới không đối xứng được với mô mềm dậu trên. Nếu như ở dưới là mô mềm dậu như bên đây thì đây là dị thể đối xứng. Vậy tóm lại, thịt lá cấu tạo dị thể là thịt lá cấu tạo từ hai loại mô mềm trở lên. Nếu như các loại mô mềm đó đối xứng nhau thì người ta gọi là dị thể đối xứng. Còn nếu như nó không đối xứng thì ta gọi là dị thể bất đối xứng. Mà ở lá cây lớp ngọc lan thường nó cấu tạo dị thể bất đối xứng. Rồi hiểu ha. Cái chỉ có nhiều đó các bạn. Lá nó dễ hơn cái thân với lại cái rễ ha. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy ở trên nè, cái hình này biểu vị trên, biểu vị dưới, ở giữa hai lớp biểu vị nè. Mô mềm gì? Mô mềm gì xếp vuông góc với biểu vị ở bên trong cái dụng tố? Mô mềm dậu. Rồi, chứ mô mềm dậu là mô mềm huyết. Rồi, bây giờ các bạn sẽ coi một cái lỗ khí mặt dưới của lá. Thì lỗ khí chúng ta thấy ha. Đây là lỗ khí, đây là biểu vị. Dưới lỗ khí luôn luôn có phòng trống trước khí. Các bạn nhớ ha. Và dưới phòng trống trước khí là các tế bào, người ta gọi là tế bào dưới lỗ khí. Và đang nhắc lại các bạn học để kiểm tra đó. Rồi, đây là cái phần phiến lá chính của một lá cây lớn ngọc lan nè. Đây là biểu vị trên, dưới này là biểu vị dưới. Và biểu vị dưới sẽ có lỗ khí. Rồi, giữa hai lớp biểu vị này là thịt lá. Và thịt lá này gồm các loại mô mềm, là thứ nhất là mô mềm dậu. Ở dưới này là mô mềm huyết. Vậy thịt lá này tôi gọi là cấu tạo dị thể và là dị thể bất đối xứng. Hai loại là dị thể bất đối xứng rồi. Ba loại thì coi nó đối xứng hay bất đối xứng thôi. Thứ hai loại là không đối xứng rồi. Mà thông thường nó có hai loại rồi. Rồi đây là phần thịt lá cấu tạo đồng thể như vậy. Mà nó có ngoại lệ chứ không có không. Cho nên nãy cô mới nói đó, ở cái lá cây lớn ngọc lan đó, thịt lá thường có cấu tạo dị thể bất đối xứng thường thôi, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Cho nên các bạn nhớ ở sinh vật mình nhớ mình cẩn thận khi phát triển. Đây một loại mô mềm. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cấu tạo của lá. Cái phần lá dễ đúng không? Phiến lá xong rồi đó. Phiến lá sẽ gồm gân giữa. Cái phần phiến lá sẽ gồm gân giữa và hai bên phiến lá chính. Gân giữa từ ngoài vào trong có gì? Biểu vị trên, biểu vị dưới. Dưới hai lớp biểu vị nè. Mô dày. Mô dày. Mô dày. Dưới mô dày là mô? Mô mềm. Mềm. Cái mô mềm là mô gì? Mô dẫn. Từ bó ly bên gỗ đó. Bó ly bên gỗ hình vòng cung hoặc hình tròn. Ở trong nó là mô mềm. Đó chính là cái gân giữa. Bây giờ tới cuốn lá các bạn sẽ thấy nó không còn hai mặt nữa. Cái cuốn lá mà đâu phải là cái lá là không có hai mặt, do đó nó không có biểu vị trên thì biểu vị dưới mà người ta gọi chung là biểu vị. Dưới biểu vị vẫn là mô dày, kế mô dày vẫn là mô mềm, sát mô mềm vẫn là cái khó như chơi cổ, và ở giữa vẫn là mô mềm ruột y chang như cái thân. Nhưng ở cuốn lá này cái khó như chơi cổ nó sẽ ít hơn ở cái thân, chỉ vậy thôi. Đấy, các bạn nhìn các chữ thì lẽ ra con cho các chữ nhưng cũng sợ các bạn không có hệ thống được cho nên đó. Nếu mình cái thân các bạn, nhưng
nó nhỏ hơn cái thân mà, cho nên có dẫn đến thân và đương nhiên nó sẽ khác một chút xíu. Vậy nó thấy gì? Các bạn thấy trên đây cô không có nhắc gì tới nội bì với trụ bì đúng không? Trong khi lá cây, cái thân cây đóng ngọc lan sẽ có nội bì với trụ bì. Vậy thì cái cuốn lá của lá cây đóng ngọc lan ấy, nó không có nội bì, không có trụ bì. Bởi vì ở đây nó không có bị bỏ với trụ. Cuốn lá mà không có bỏ với trụ. Đây là tự cái cuốn lá nè. Trụ bì. Không vậy. Và các bạn nghĩ ngay những cái vị trí nào lòi nhiều của cái môn của cuốn lá đó thì môn dày sẽ tập trung nhiều. Vậy có nghĩa là môn dày thường hay tập trung ở phần lòi của các cơ quan và là môn nâng đỡ chủ yếu trên lớp ngọc lan. Nhớ chưa? Bài môn đó cô nói vậy đó. Rồi thì gỗ nè, li be cũng là li be xếp chồng lên gỗ. Thấy chưa? Rồi mô mềm cũng có mô mềm vỏ, mô mềm được nhưng số quá dẫn đến hơn và không có nội bì chứ không có trụ bì. Thân không có nội bì chứ không phải lớp hành không có nội bì hết. Các bạn tưởng mận nó lỡ cả hỏi mình biết nào.
vị đúng không? Nhưng mà cái thân nó không có nội vị. Ví dụ khi mình học mình gom, con sợ các bạn gom cô ôm lại đó. Nhiều khi các bạn gom các bạn nói à lớp hành học có nội vị. Không phải nha. Cái rễ nó có nội vị. Và nội vị đặc biệt là chữ U. Cái thân không có nội vị, không có nội vị. À, nhớ nha. Bạn sẽ coi cái lá cây lớp hành nè. Thông thường mô đơn đỏ nó sẽ xuất hiện dưới lớp biểu bì và nó dùng để nâng đỡ cho khối dày. Ở lá cây lớp cột đây các bạn sẽ thấy nó nằm đâu? Nó nằm ở gân giữa chiều, đúng chưa? Cái vị trí gân giữa dưới lớp biểu bì để nó nâng đỡ. Còn ở lớp hành là các bạn thấy ngay vị trí dưới biểu bì luôn, nhưng mà cái chỗ nào mà đối diện với cái khối dẫn á, nó sẽ có. Này biểu bì trên nè, biểu bì dưới nha. Đây là các bó mạch. Bó mạch ở lá cây lớp hành cũng là bó mạch kín. Bó mạch ở thân cây lớp hành cũng là bó mạch kín. Vậy bó mạch kín là bó mạch sao các bạn? Nó có vòng bao mô cứng bao xung quanh bó mạch, người ta nói nó có bó mạch kín. Thứ hai nữa nha. Rồi. Rồi mô cứng nè. Nâng đỡ. Rồi chỉ có một loại mô mềm thôi các bạn. Nếu như các bạn giờ bạn tưởng tượng bạn lấy nó có giờ cứ bỏ đi, lấy một cứng bỏ đi, thì còn lại giữa hai lớp biểu mềm nó chính là mô mềm. Giờ vậy ta nói là cái lá cây lớp hành cái cấu tạo rất đơn giản, biểu mềm trên biểu mềm dưới, giữa hai lớp biểu mềm là thịt lá chứa các cái bó dẫn xếp thành hàng tương ứng với xương lá xương sọ. Giờ mô đơn đỡ là một cứng xong. Rồi, tôi cho các bạn coi lại cái bó mạch của lá lớp hành. Đây, các bạn thấy nè. Hai cái mạch rất là to. Mạch này nhỏ. Bó mạch này theo hình chữ V. Cái kẹp cái V ở giữa. Tiền mộc nè, là cái mạch nhỏ. Hậu mộc là cái mạch lớn. Tiền mộc với hậu mộc này người ta đều gọi là cổ mộc hết. Được chưa? Hậu mộc không phải là gỗ 2, mà hậu mộc là gỗ 1, mà nó hình thành sao thôi, hình thành sao tiền mộc. Rồi đây là đi cho 1. Và cái để tạo nên cái bó mạch kín đó chính là vòng của bao vô cứng. Vậy thì cái bó mạch ở lá cây lớp hành khác gì với bó mạch ở thân cây lớp hành? Cái gì? Nó không giống hoàn toàn như các bạn. Mặc dù rất là bó mạch kín, nó khác gì các bạn? Nó khác gì? Ly be nằm dưới. Ở thân, ly be trồng lên gỗ, ở lá gỗ trồng lên ly be. Quay ngược lại đó. Quay ngược lại. Giá trị chỉ nhiều với hình ha. Đương nhiên các bạn thi lý thuyết thì không có ai vẽ cái hình cho bạn coi. Cái hình cô đưa cho bạn coi để các bạn nhớ. Như vậy đó, nắm đi rồi mai mốt thì người ta hỏi là mình sẽ biết. Rồi, cái lá này dễ nhận diện ra nữa nè. Bạn thấy môn đơn cỡ này là môn cứng, màu xanh rất là đậm, môn đơn cỡ là môn cứng. Các cái bó mạch xếp thành hàng tương ứng với gân lá song song. Các gân lá song song thì các bó mạch xếp thành hàng. Rồi, ở đây chỉ có một loại môn mềm. Nè các bạn thấy cái gân giữa nè. Cái phần gân giữa này nó to hơn, cái bó mạch ở giữa nó to hơn, cái bó mạch xung quanh chút xíu rồi. Thì 8, 10, 9, 10 thôi. Còn ở lá cây lớp ngọt đen thì gân giữa nó rất to. Và chính cái gân lá không song song của lá cây lớp ngọt đen thì các bạn cắt ngang một lá. Các bạn có thể gạch hoặc không gạch các cái gân cụ. Bởi vì nếu gân lá là gân chim, mình cắt ngay vị trí mà ngay chỗ lông chim nó tỏa ra thì mình sẽ gặp được hai gói dẫn phụ. Còn nếu như mình cắt cái khoảng giữa hai cái phụ đó thì làm gì mình thấy được phụ. Do đó ở lá cây lớp ngọc lan chỉ có bó nằm chính ở giữa. Mình có thể gặp hoặc không gặp các cái bó hoặc phụ ở hai bên phần xương lá. Bởi mình cắt có một lát à, cắt có một lát cắt thôi. Mình làm lên coi, đâu coi là gì đã cắt. Còn ở lá lớp hành thì mình cắt một cái thì mình thấy được hết là cắt lên. Do đó nó khác là khác nhau của vị trí của các bó mạch. Cho các bạn coi lại một lần nữa cái bó mạch kín của nó. Vòng bao vô cứng rất là nhiều.
dường như cái phần bao vô cứng nó còn dày hơn ở cái thân. Cái phần vô cứng thì ở lá nó dày hơn ở thân, thì đương nhiên là ở lá nó không có mạnh, nó còn nhiều vô cứng thì nó nâng đỡ. Rồi bây giờ qua cái bẻ lá, thì thực chất của cái bẻ lá nó giống như cái lá. Các bạn thấy cái bẻ lá nó cũng gần bằng với cái lá. Cái gân từ cái bẻ lá, cái thiên lá đi xuống cái bẻ lá chứ đâu. À, vậy cho nên người ta nói là cấu tạo của bẻ lá giống như cấu tạo của thiên lá. Cũng biểu bì ở cả hai mặt, cũng lỗ phía ở cả hai mặt luôn. Thì da giữa cũng là mô mềm dưới diệp lục luôn. À, nhưng các bó dẫn này người ta nói nó xếp cái hình vòng cung. Cái hình ở trước bó dẫn này cũng xếp hình vòng cung đó các bạn. Cái hình này bó dẫn cũng xếp hình vòng cung này. Chứ không phải thần hàng như cái kiểu vòng cung này. À, cái hình này cũng không theo kiểu vòng cung. Tại sao vòng cung các bạn biết không? Thay vì cái lá nó thẳng thì các cái lá nó xếp thành hàng bó dẫn cái thần hàng. Còn bây giờ cái bẻ lá nó ôm lấy cái thông, nó co lại. Thì cái đang thành hàng thì nó xếp thành vòng thôi. Đó, cái bẻ lá nó khác cái phía của nó đó. Và cái hình ở trên bảng các bạn sẽ thấy rất nhiều bẻ lá chứ không phải là một bẻ lá. Bởi vì nếu mà cô muốn cắt được cái bẻ lá nó ôm lấy thân hoặc nó ôm lấy nhau như ở thân cây chuối hay các cái thân cây của họ gừng. Các bẻ lá nó ôm lấy nhau như nè. Mà cô muốn cắt để vào cái điểm viên thì cô phải chọn cái mẫu nhỏ thiệt nhỏ mà để cái điểm viên không lớn lên được. Chứ nó lớn ở ngoài rồi mình vừa nhìn không thấy mình đưa cái điểm viên mà sẽ không thấy được hết ống tổng quát. À, do đó cô cắt nó giai đoạn rất nhỏ. Và nó rất nhỏ vậy thì nó gộp nhiều bẻ lá ốp lại với nhau và cô không cắt ra được. Cái đó bạn sẽ thấy trên đây có rất nhiều bẻ lá nè. Đếm thì có mấy cái? 5-6 cái gì đó. Vậy thì có nghĩa là các bạn sẽ biết được giới hạn của hai lớp biểu bì. Đúng giờ. Rồi giữa hai lớp biểu bì là mô mềm và trước các cái bó dẫn. Mô nâng đỡ vẫn là mô cứng giống hệt như cái phiến lá không? Rất đơn giản nha. Tóm lại, nếu như bạn nào đã chưa biết bài nghiệp hay chưa biết nốt thì biết để so sánh cái lá cây lớp hành với lá cây lớp thuộc lên. À, ví dụ như lá lớp thuộc lên mô đơn đỏ là mô dày. Thực ra lá cây lớp thuộc lên có cấu tạo dị thể có cấu xứng lỗ khí chỉ có mặt dưới và chỉ có một bó dẫn chính ở giữa, có hoặc không có bó tương phụ. Do cô giải thích là do cái cấu tạo của thân lá. Ở bên kia cũng thấy nó đúng không? Ở bên kia cũng có chữ đúng không? Tại vì vẽ thân lá cũng kiểm tra lần của mình nhiều. Nhiều kiểm tra lần của mình. Ở kia lớp đeo phức tạp. Cho các bạn ngồi, các bạn dễ dễ copy bài lẫn nhau. Rồi các bạn sẽ sai đồng loạt thì cô dễ chấm giống nhau. Chấm bài là biết chấm hết. Một đứa ra một đứa. Con chỉ cho một đề thôi nha. Rất là dễ nhưng mà thời gian nó sẽ coi rất là nhanh. Có nghĩa là các bạn chỉ có thể chọn tin nhau hay không thôi chứ không cãi được. À, có nghĩa là nó nói A là các bạn phải ghi A. Các bạn không nói bạn không cãi được hết, bạn không về. Chỉ vậy thôi. Một đề. Có nhiều đề cũng vậy hả? Nhưng mà thời gian nó nhanh nha. Các bạn phải chấp nhận yếu tố nhanh. À là bởi vì các bạn ngồi gần nhau như vậy mà không thể nào mà chậm chậm ngồi cho các bạn trao đổi được. Như vậy mà các bạn vẫn có thời gian trao đổi. Nói cô làm nhanh vậy cũng có thời gian trao đổi. Nhưng cô nói nhanh vậy thôi chứ không có không có nhanh hơn cái đề các bạn đâu. Cái đề các bạn là 80 câu trong vòng 60 phút. Thì 55 giây một câu hoặc 30 giây câu là bình thường. Đúng chưa? Đó, mà các bạn đừng ngồi gần sát nhau một chậu người kế. Không có sát đâu. Một chậu người kế nữa vậy thì chị Thiện lát kế làm bài nha. Kế làm nhiều nhiều điểm để có điểm của cô Trường và của phần cô Cáo. Chứ nhiều khi các bạn ít điểm quá rồi lấy nhiều trừ. Nhớ nha.
Rồi hai cái lá, lá cây đốm hành, lá cây đốm sọc lan. Rễ hồng đi ngang một lát, tôi sẽ cho các bạn thời gian học bài. Có nghĩa là trước khi kiểm tra, tôi sẽ cho các bạn khoảng 45 phút để các bạn gần lại bài. Cho bây giờ tập trung học bài đi. Sau khi mình ra chơi, mình học vô, mình học chừng nửa tiếng nữa thôi. Rồi còn thời gian còn lại là các bạn học bài cho tới kiểm tra. Kiểm tra một lần khỏi di chuyển, cho nên kiểm tra chỉ vừa một hạn cuối giờ, kiểm tra xong bây giờ về khoảng 10 rưỡi kiểm tra này, 10 phút xong cái mình về. Vậy có nghĩa là mình sẽ 9 giờ rưỡi con sẽ cho các bạn, hoặc là bây giờ mình sẽ học tới 9 giờ 15 đi ha, rồi con cho các bạn ra chơi 15 phút sau đó cho con học bài được không? Được.